Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm hỗ trợ bà con vùng đồng bào dân tộc đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, thời gian qua, Bộ Công Thương đã có nhiều giải pháp hỗ trợ như kết nối với hệ thống phân phối hiện đại, tăng cường các buổi giao thương, các hội chợ thương mại, quảng bá sản phẩm, đặc biệt là việc tận dụng hiệu quả lợi thế của các kênh thương mại điện tử để thúc đẩy hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đặc sản địa phương đã và đang được các cấp, các ngành quan tâm triển khai. Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua, Bộ đã triển khai hàng loạt các hoạt động nhằm thúc đẩy sử dụng ứng dụng thương mại điện tử, giúp thu hẹp khoảng cách giữa các thành phố lớn và các địa phương về trình độ phát triển thương mại điện tử. Mặc dù vậy, đối với bà con dân tộc thiểu số miền núi, việc tiêu thụ sản phẩm qua thương mại điện tử còn gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, để hỗ trợ bà con vùng đồng bào dân tộc có thêm kiến thức, kinh nghiệm, mới đây, Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức một loạt chương trình huấn luyện tại Sơn La, Tuyên Quang, Gia Lai theo phương thức học đi đôi với hành, học kết hợp với trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế về thông tin sản phẩm, mùa vụ, kế hoạch sản xuất, sản lượng thu hoạch, chất lượng, khung giá bán, bảng phân loại sản phẩm và thời điểm thu hoạch. Qua đó, sau khi học lý thuyết, các học viên được thực hành tại vườn những kỹ năng livestream bán sản phẩm của mình do giảng viên trực tiếp hướng dẫn. Một trong những cái hoạt động mà tôi nghĩ cho rằng là nó rất là sát với các hợp tác xã, các hộ kinh doanh, nó trực tiếp đến cái việc hoạt động mà tiêu thụ các cái sản phẩm qua các cái kênh nền tảng số. Và đấy là một trong những cái tôi cho rằng là nó bám sát với hoạt động xúc tiến thương mại trên cái nền tảng số. Và cụ thể là các cái người hưởng lợi là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như là các hợp tác xã, các cái hộ kinh doanh. Trên cơ sở các cái hoạt động như vậy thì Cục Xúc tiến Thương mại cũng sẽ đúc rút lại các cái kinh nghiệm, các cái điều chỉnh làm sao cho phù hợp hơn nữa với các cái địa phương, làm sao cho cái hoạt động mà thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại trên nền tảng số nó sẽ có hiệu quả hơn. Chúng tôi rất vinh dự được phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại, với Sở Công Thương ở tỉnh Sơn La, với tỉnh đoàn của Sơn La để chúng tôi mời các cái doanh nghiệp địa phương, các cái thành viên của hợp tác xã là hướng dẫn làm demo luôn cho cái việc livestream, tức là đưa các cái đặc sản của Sơn La livestream trực tiếp ở trên nền tảng để từ đấy mọi người biết được cái mô hình kinh doanh. Nội dung các khóa tập huấn được thiết kế bài bản và khoa học, tập trung vào từng chủ đề cụ thể, hướng dẫn và hỗ trợ học viên tự triển khai các hoạt động bán hàng trên nền tảng số từ khâu chuẩn bị, tạo tài khoản, đưa sản phẩm lên gian hàng và theo dõi đơn hàng, cách chụp ảnh, xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm, cách thức gói bọc, vận chuyển đảm bảo chất lượng sản phẩm và truyền đạt thông tin về sản phẩm với khách hàng. Từ đây, mỗi người dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã có thể từng bước xây dựng được hình ảnh, phát triển thương hiệu sản phẩm tiềm năng của mình, tổ chức sản xuất, cung ứng sản phẩm nâng tầm giá trị thương hiệu của nông sản Việt Nam, giúp gia tăng cơ hội kết nối giao thương thành công, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nông sản. So với thời gian trước là chúng tôi phải đi mang sản phẩm đến các vùng, các nơi để quảng bá, để cho mọi người dân hiểu và biết đến các sản phẩm của mình. Nhưng bây giờ là với thời đại 4.0 và theo các kỹ thuật số thì chúng tôi có thể là chỉ cần ngồi ở nhà đưa lên sàn livestream thì tất cả mọi người trên miền Tổ quốc rồi như trên toàn thế giới đều biết đến sản phẩm của chúng tôi. Tôi thấy là cái khóa tập huấn này mang lại cái thứ nhất là cái tự tin hơn. Và kể cả đối với bản thân chúng tôi cũng như là người ta nói là không có thầy thì đúng mày làm lên. Mà khi mà chúng tôi, nếu mà để mà chúng tôi tự mày mò, tự tìm tòi, tự tìm kiếm thì nó cũng rất là khó khăn. Nhưng khi mà qua các buổi tập huấn được các cái giảng viên người ta đã chỉ cho mình các cái đường đi, lướt bước cũng như là cái cách làm để làm sao mà mang lại cái hiệu quả tốt nhất thì tôi thấy rằng là cái này là một cái hiệu quả rất là cao. Qua cái lớp tập huấn này cho em mới hiểu sử dụng tài khoản iVan là như thế nào. Nói chung là từ trước tới giờ thì em chỉ cầm cái điện thoại, cầm xài cái Facebook, TikTok vậy thôi, chứ em không biết cái sử dụng tài khoản này mới như thế nào chị. Giờ em mới hiểu em mong sau này sẽ có lớp tập huấn này nhiều hơn để bà con nó áp dụng cái này tốt hơn. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cũng cho biết, Cục thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo về thương mại điện tử cho bà con tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó, giúp địa phương tăng cường phổ biến các thông tin, nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân sử dụng các nền tảng thương mại điện tử, đồng thời phát triển các giải pháp về thanh toán điện tử, giải pháp liên quan đến logistics, giúp thiết lập được các hạ tầng hỗ trợ, tạo môi trường cho các doanh nghiệp có thể ứng dụng thương mại điện tử và công nghệ số thành công.
Ngoài ra, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số cũng hợp tác với các sàn thương mại điện tử lớn trên thế giới để ứng dụng thương mại điện tử xuyên biên giới. Qua đó, các sản phẩm đặc sản của Việt Nam do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất sẽ được xuất khẩu thông qua các kênh này. Trong cái bối cảnh hàng hóa kinh doanh trên môi trường trực tuyến hiện nay còn tồn tại nhiều bất cập, thì sàn thương mại điện tử hợp nhất ra đời giúp giải quyết bài toán về quản lý nhà nước cũng như tối ưu hóa dân sự vận hành, giảm phân tán về đầu mối, kiểm soát chất lượng sản phẩm, đa dạng nguồn hàng và giảm cái chi phí vận hành cho người bán. Các sàn thương mại từ địa phương vẫn do Sở Công Thương giữ vai trò trực tiếp quản lý, vận hành, kiểm soát và duyệt hiển thị thông tin hàng hóa ở trên các cái gian hàng của nhà cung cấp. Sàn hợp nhất sẽ đồng bộ dữ liệu từ các sàn địa phương và có thể khởi tạo thêm các cái sàn nhánh khác. Thứ ba là để sản phẩm của địa phương được hiển thị ở trên sàn hợp nhất thì Sở Công Thương lựa chọn những cái sản phẩm uy tín như sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP để hiển thị ở trên sàn hợp nhất ở bước chờ duyệt. Sau đó, Ban Quản trị sàn hợp nhất sẽ kiểm soát, phê duyệt các cái sản phẩm này để hiển thị ở trên sàn Việt.vn. Với kỳ vọng, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia vào hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng, thu hẹp khoảng cách giữa các thành phố lớn và các địa phương về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm.